theo thầy thì với kinh nghiệm của thầy thì đằng trước mà nó mặt tiền nó to thì đằng sau nó thoát đuôi thì có ảnh hưởng gì lắm không thầy? Đằng sau thoát đuôi, thực ra là theo quan niệm dân gian thì họ bảo thế nọ thế kia, nhưng bản chất thì những cái nhà như vậy thì nó ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng một phần bởi vì cái khí vào nhà nó sẽ không được đều. Đấy, cái đường khí vào nhà nó sẽ không 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 được đều. Cái này mình không không đáng phải lo ngại lắm, đều xử lý được hết nhé. Đúng rồi, anh có hỏi về phong thủy à? Dạ vâng, em với nhắn tin cho thầy. Vâng, em bảo là chưa, em đo xong em ghi chép cho cụ thể em mong xuống tiếng của thầy. Nhà anh là đang gặp vấn đề gì nhỉ? Hay như nào nhỉ? Em ở Thái Bình nữa. Vâng. Vâng. Thế là mình mới mua nhà đúng không? Dạ, nhà em mua rồi nhưng mà em sợ là cái phần nó phần đầu thì nó to mà phần ít thì là nó phần đuôi đấy, thì ông sợ nó thoát hậu thì nó... Nhưng mà trước đây là cái ông chủ nhà thế là ông ấy đi đứt về thì ông ấy mua cái mảnh đất ấy xong ông ấy làm nhà lên, thì ông ấy cái lỗi của đất ấy thì ông đã chữa theo ông, tức là phần đất to, phần mặt tiền thì to, phần đuôi thì thoát, thì ông ấy lại làm nhà phần trước thì bé và phần sau thì cân đối nhau. Dạ vâng. Thực ra là cái đấy có thể xử lý được, không không phải đáng lo ngại lắm. Dạ vâng. Thì muốn là cộng với lại cái em cũng chia xem cái clip thầy chia sẻ là về tuổi của 1983 đấy, thì chiều nay em cũng muốn xin ý kiến của thầy nữa. Tuổi thực ra là trong cái vấn đề mà xem phong thủy nhà ấy, thì yếu tố tuổi nó không tác động nhiều đến phong thủy ngôi nhà đâu, bản chất của nó không tác động nhiều. Bởi vì nếu mà anh xem clip ấy thì là ví dụ như trong nhà mình ấy có nhiều người đúng không, có vợ mình, con mình, nếu mà mình chỉ tập trung tốt cho mình thì làm sao mà nó là phong thủy chuẩn được, nó sẽ không tốt cho những người còn lại đấy. Làm sao mà phải mình xử lý để tốt cho tất cả mọi người thì nó mới là chính xác. Cái vấn đề tuổi đấy mới hướng thì không không thực sự là quá quan trọng cái vấn đề đấy. Dạ vâng, nhưng em sợ là nó phạm một cung nào chẳng hạn ạ. Cái này thì mình một là có thể xem online, thì mình cần cung cấp cái bản vẽ nhà mình ấy. Và anh gửi cái vị trí qua Zalo là cái vị trí nhà của anh ấy để xác định cái tọa hướng nhà mình có vệ tinh thì nó sẽ chuẩn. Đấy, sau đó sẽ có một cái bộ hồ sơ chia cung của nhà anh, là xem là cung tốt đâu này, cung xấu ở đâu. Xem là chỗ nào mà phạm thì mình hóa giải đi. Đấy, như thế. Đấy, ngoài ra thì anh có thể cung cấp thêm một số những cái video mà cái yếu tố bên ngoài ấy, có nghĩa là những cái video mình quay ở bên ngoài nhà mình xem yếu tố nào nó tác động hay là nó bị tác động đến ngôi nhà của mình hay không, yếu tố ngoại sát ấy. Đấy thì có thể là như vậy. Còn thì chưa em thấy em chụp ảnh nhà này, tổng thể nhà, tức là em đứng ngoài em chụp tổng thể nhà. Đúng rồi. Vâng, em đứng ở ngoài đường em sẽ chụp vào cái tổng thể nhà, và có cần đo diện tích mặt tiền để có đằng sau không ạ? Cái này đo như này nhé, đo như này thì cách đơn giản như này này, anh sẽ mua một cái tờ giấy mà ô ly của trẻ con ấy, anh hình dung không? Nó sẽ chia ô thì mình quy ước là mỗi một ô đấy là 1 mét đi đấy. Xong mình sẽ đo, ví dụ như là nhà mình có mặt tiền rộng 5 mét thì mình sẽ vẽ 5 ô đấy. Đấy, xong mình sẽ vẽ theo là ví dụ như mình đo càng chính xác thì phân tích nó càng cụ thể. Có nghĩa là mình sẽ đo xem là bố trí là giường ngủ đang ở vị trí nào này, từ cửa vào bao nhiêu mét đấy. Đấy, ví dụ như vậy, bếp ở đâu, ban thờ ở đâu, thì anh sẽ vẽ chi tiết ra thì sẽ làm cho anh một bộ hồ sơ như thế. Thì nó cụ thể mà nó chính xác. Dạ vâng, thì em người ta xây nhà rồi cho nên em chỉ đo được lọt lòng thôi thầy ạ. Đúng rồi, lọt lòng cũng được. Dạ vâng. Lọt lòng là được rồi. Dạ vâng, em đo phần trong là lọt lòng thì chưa, em đi làm rồi em sẽ đo đạt cụ thể để em gửi cho thầy ạ. Được rồi, cái này nói chung cũng xử lý được thôi mà cũng không nên phải quá lo lắng lắm. Dạ vâng. Nhưng mà có nghĩa là theo thầy thì với kinh nghiệm của thầy thì đằng trước mà nó mặt tiền nó to thì đằng sau nó thoát đuôi thì có ảnh hưởng gì lắm không thầy? Đằng sau thoát đuôi, thực ra là theo quan niệm dân gian thì họ bảo thế nọ thế kia, nhưng bản chất thì những cái nhà như vậy thì nó ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng một phần bởi vì cái khí vào nhà nó sẽ không được đều. Đấy, cái đường khí vào nhà nó sẽ không 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 được đều.
bởi vì hai cái mặt tiền với đuôi nó tức là nhà kiểu đấy thì nó không được đẹp nhưng mà có thể xử lý được, cái này mình không không đáng phải lo ngại lắm, đều xử lý được Dạ hết vâng, nhé. dạ vâng.